Hôm nay mình lại có hẹn ở cái rạp rất là vui này. Cái hôm nay hồi bữa trước vui quá chừng vui luôn á, 1 tháng 1 á. Hello, hello, hello. Mong show nào của Hồ Văn Cường cũng full rạp vậy là ok ha. Bé ơi, bé đi là có hay gì vậy? Chị cũng có nhiều việc đó, hả? Đang muốn đi lắm mà nhiều việc. Cứ lòng chờ đợi trong ít phút về quyết định an toàn. Bay Sài Gòn Lifestyle chúng tôi xin phép chia sẻ thông tin về các nguyên tắc an toàn như sau. Cụ thể là về lối thoát hiểm, quý vị vui lòng ghi nhớ để đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Lối thoát hiểm nằm ở cửa ra vào phía bên phải sân khấu và phía bên phải. Ê, 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 hello con, hôm nay gặp con rồi. Ê. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ở tầng số 12. Vẫn đợi chờ nhau. Cho ta còn đó chút ngây thơ, đến mãi bây giờ nhớ hoài qua bi thảm của tuổi thơ, nhớ hoài con đường vàng thời mộng mơ. Ôi cái thuở ban đầu, ôi cái thuở ban đầu. Dạ con đang nghĩ theo cái ý mà mấy cô mấy chú đang nghĩ. Có ai nghĩ gì đâu, tự con nghĩ mà. Dạ. Con ráng học giỏi đi, hát hay được rồi. Dạ đúng rồi. Anh ơi, đất trời, ông ngồi giữa một rừng phụ nữ. Dạ. Thôi cái tướng còn như quê ngang vậy đó. Đâu có giận dở sáu muối này kia đâu mà quê. Ta nói là gì, à, gì đẹp khoe xấu che đó, nên là con xấu con biết con xấu cho nên con che. Dạ. Nở lỗ mũi. Dạ con cũng không biết sao cái này chảy mồ hôi quá. Có hiếu với gia cha mẹ là con mừng rồi. Thứ nhất là để mạnh, để có sức kia hát hết show này tới show kia nha. Rồi hiểu. Đây là bó hoa của cô Nasi Hồ ở bên Ueta gửi tặng con. Theo một bao lì xì 500 đô của cô. Của cô Nasi luôn á hả? Chứ mà của cô. Trọn lời để rồi làm
sao quên.